tiểu sử dung in u dung in u sinh ngày 9 tháng 9 năm 1987 là một nam diễn viên người mẫu ca sĩ Hàn Quốc anh nổi tiếng với vai Lee Yoon Ho trong bộ phim gia đình là số 1 dung in u từng theo học tại học viện nghệ thuật Seoul đã tốt nghiệp cha của dung in u là giám đốc học viện Kendo Mẹ anh là viện trưởng Textile Research Lab tại Đại học Hàn Quốc và là một chuyên gia từng đạt giải. Thưởng trong lĩnh vực nghệ thuật lịch sử, ông nội là giám đốc bệnh viện ở Hàn Quốc. The Uon of Silent Thế giới của sự yên lặng là bộ phim đầu tiên. Jung In U được mời tham gia diễn xuất. Trong phim, Jung In U vào vai một nhân vật nam trầm tĩnh, ôn hòa chu đáo tần số xuất hiện ít lời thoại cũng không nhiều và không gây được nhiều ấn tượng cho khán giả có thể coi đây là một sự mở đầu đầy tĩnh lặng của anh trong thời gian tham gia bộ phim gia đình là số một dung in u còn nhận thêm hai bộ phim sát đó chính là tôi và tạm biệt đau thương trong phim sát đó chính là tôi dung in u vào vai một học sinh trung học hiền lành ngoan ngoãn ngoài đời dung in u cũng là một sinh viên rất ngoan và chăm chỉ vì vậy vai diễn trong phim dường như rất hợp với anh in u diễn mà như đang sống thật đó cũng chính là một trong những lý do mà sát đó chính là tôi nhận được sự phản hồi rất tốt từ phía khán giả với bộ phim tạm biệt đau thương dung in u vào vai một thanh niên ôm trong lòng mối hận thù giết cha để đi tìm kẻ thù của mình dung in u khiến khán giả có một cảm giác mới lạ khi xuất hiện với hình ảnh của một người đàn ông lạnh lùng gai góc vẻ đau thương của vai diễn đã gây xúc động cho khán giả cũng với bộ phim này Jung Inu đã giành được giải thưởng diễn xuất xuất sắc nhất trong năm 2007. Vào tháng 8 năm 2006, Inu đã bị thương trong một tai nạn xe hơi trong một chuyến đi chơi với người bạn thân. Nam diễn viên Lee Min Ho năm 2009, anh tham gia bộ phim Miffy A Lady trong vai anh chàng luật sư Lee Taehun si tình sự nghiệp và tên tuổi của anh ngày càng được khẳng định qua các vai diễn trong 49 đây. Flower Boy Ramiun Shop, The Moon That Embraces The Sun, The Return of Izimae, vào tháng 8 năm 2012. Anh được trao giải trong hạng mục nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất của Hoa Đinh Âu Út. Trong năm 2012, anh còn được mời tham gia các chương trình talk show ở Trung Quốc và Đài Loan. Hiện tại anh đang dành thời gian tập trung cho năm học cuối cùng tại Đại học Han Giang.